Sau khi xem xong video thì các bạn sẽ biết hết được tất cả những cái phương án mà các bạn có, cũng như là trong những cái trường hợp nào thì chúng mình nên lựa chọn những cái phương tiện di chuyển nào. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với Sunshine Bangkok. Mình là Minh và hiện tại mình đang làm công việc Marketing Manager trong agency ở Bangkok, Thái Lan. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người tất cả những cái phương án để mọi người có thể di chuyển từ hai cái sân bay lớn nhất ở Bangkok là sân bay Don Mueang và sân bay Suvarnabhumi. Sau khi xem xong video thì các bạn sẽ biết hết được tất cả những cái phương án mà các bạn có, cũng như là trong những cái trường hợp nào thì chúng mình nên lựa chọn những cái phương tiện di chuyển nào. Thì hy vọng là video này sẽ mang đến cho mọi người những cái thông tin bổ ích. Và nếu như mọi người thấy thích video thì đừng quên để lại bình luận ở bên dưới, cũng như là chia sẻ cái video này để cho những người khác người ta cần thông tin thì người ta biết được ha. Và đừng quên là nhấn chuông thông báo và đăng ký kênh của mình để theo dõi thêm video vào mỗi chủ nhật hàng tuần nha. Còn bây giờ thì chúng mình bắt đầu vào video thôi. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nói một chút xíu về hai cái hướng của hai cái sân bay để cho các bạn có thể dễ hình dung. Thì sân bay Don Mueang nó là sân bay cũ, nó có từ rất là lâu đời rồi. Còn cái sân bay Suvarnabhumi là sân bay mới, là một trong những cái sân bay lớn nhất ở châu Á. Hai cái hướng sân bay thì mình sẽ để ở trên bản đồ như thế này. Một cái là các bạn sẽ thấy là từ phía trên đi xuống ha, còn một cái là từ bên này đi vào. Cũng vì hai cái hướng khác nhau như vậy nên là nó đi kèm là những cái phương tiện giao thông khác nhau, nên mình sẽ đi vào chi tiết trong từng cái sân bay. Ok, vậy thì nếu như các bạn đáp xuống sân bay Suvarnabhumi thì các bạn sẽ có những sự lựa chọn di chuyển nào? Thứ nhất là các bạn sẽ có một cái phương tiện chính là taxi, nó dễ dàng và nhanh chóng nhất. Tuy nhiên là giá cả nó cũng sẽ nhỉnh hơn những cái phương tiện khác. Để các bạn có thể bắt taxi ở sân bay Suvarnabhumi thì các bạn hãy đi xuống tầng 1. Thì ở đây có một cái sảnh gọi là chờ taxi, có những cái bốt sẵn luôn cho mọi người để mọi người đến đó. Và sau đó thì mình sẽ đưa cái địa chỉ của cái khách sạn của mình nè, đưa thẳng cho nhân viên, và nhân viên sẽ tự điều taxi cho các bạn luôn, các bạn không cần phải làm gì hết. Giá chi phí của taxi bên này khá là rẻ. Cây số đầu tiên là 35 baht, và những cái cây số tiếp theo thì nó sẽ là 5 baht một cây số, nên nó khá là rẻ. Thường trung bình đó là chi phí từ ở sân bay Suvarnabhumi vào trong trung tâm thì mình sẽ tính là ở trong Sukhumvit nha, thì nó sẽ tầm khoảng 200 baht gì đó. Thì các bạn di chuyển từ ngoài Suvarnabhumi vào trong đây thì tầm khoảng 20 đến 30 phút. Rồi, đó là phương tiện dễ nhất và nhanh chóng nhất luôn. Rồi, cái phương tiện di chuyển thứ hai mà nó cũng là phương tiện rẻ nhất, đó chính là các bạn đi bằng xe bus. Xe bus ở đây thì có hai loại ha. Một cái xe bus là Airport Bus, là nghĩa là sao? Là xe bus là cái tuyến của sân bay luôn. Nhưng mà cái xe bus này nó bị một cái khuyết điểm, đó là nó dừng ở gần Khao Sản. Nếu như mà các bạn ở gần cái phố Khao Sản á, thì các bạn nên đi cái xe bus này, tại vì nó đến thẳng luôn ở ngay cái phố Khao Sản mà. Và cái giá cũng rất là rẻ. Giá của xe bus này thì từ sân bay cho đến Khao Sản chỉ có 35 baht thôi, rất là rẻ. Tuy nhiên là nó bị cái là chỉ tới đó. Một cái phương tiện khác cũng là bus luôn, nhưng mà cái loại mà bus thường đó nha mọi người, nghĩa là những cái xe bus mà đi trong thành phố. Thì cái này chúng mình sẽ có một vài những cái tuyến khác nhau, chứ không phải là xe nào cũng chạy từ sân bay vào trong thành phố. Có một cái đặc điểm như thế này là xe bus thành phố, xe bus mà dạng bình thường như nãy giờ mình nói thì nó chỉ phù hợp cho các bạn khi mà các bạn không có quá nhiều hành lý đâu, kiểu như là chúng ta có một cái ba lô, xong rồi chỉ có mỗi cái ba lô á, thì mình đi đâu cũng được á. Tại vì cái xe bus nó rất là kiểu như không gian nó không có rộng á mọi người. Hôm trước thì khi mình đi Kanchanaburi á, mình có quay cái xe bus ở bên trong cho các bạn xem rồi á, thì cái không gian nó khá là hẹp. Mọi người có thể xem lại video ở trên này nha. Nên là nếu như mà trường hợp tụi mình tay sách nách mang á, thì không có đi được cái xe bus đó nha mọi người. Nên là cho những bạn mà đi du lịch bụi á, thì mình sẽ làm một cái video riêng để chỉ cho các bạn cách mà chúng ta có thể đi xe bus ở Bangkok một cách gọi là chính xác và dễ dàng nhất trong một cái video tiếp theo, nên là nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Option thứ ba dành cho các bạn cũng là option mà dễ nhất, nhanh chóng nhất và cũng rẻ nhất, đó chính là đi bằng Aerial Linkway. Aerial Linkway là gì? Nó giống như xe điện, cũng giống y chang như BTS hoặc là MRT thôi, nó chỉ là xe điện mà nó đi thẳng từ trong sân bay Suvarnabhumi vào trong thành phố. Để các bạn đi được cái này thì khi mà check hết thủ tục ở trong sân bay rồi thì chúng mình sẽ đi xuống cái basement, là cái tầng trệt á, sẽ thấy những cái biểu tượng người ta hướng dẫn. Yên tâm là không có sợ bị lạc đâu, tại vì người ta sẽ để City Line và vẽ cái hình con tàu. Mọi người cứ đi thẳng theo cái bản hướng dẫn thì mọi người sẽ đi xuống được dưới basement. Thì ở đây á, ở tầng dưới cùng thì nó có những cái booth để chúng ta có thể mua vé. thì mọi người cứ chọn cái trạm mà mình cần tới, sau đó thì mình bỏ tiền vô và mua vé thôi. Cách xài và cách mua vé nó y chang như là BTS hoặc là MRT, không có gì phải lăn tăn hết. Cái điều mà các bạn cần biết đó là ở dưới này nó sẽ có hai cái tàu, một cái tàu có tên là City Line, một cái tàu có tên là Express Line. Thì cái trạm này á, nó giao giữa đường tàu Airport Railway với lại cái MRT. Vậy thì nếu như mà bạn nào ở khách sạn ở gần MRT á, thì các bạn có thể dừng ở cái trạm này. Còn nếu như mà bạn nào mà ở khách sạn ở trong mút trung tâm á, thì các bạn sẽ đi thẳng trong cái chuyến gọi là City Line luôn, và mình sẽ dừng ở cái trạm có tên là Phaya Thai. Thì ở cái trạm Phaya Thai này các bạn có thể đổi cái chuyến tàu để mình có thể đi di chuyển bằng BTS nè, hoặc là các bạn có thể đi ra khỏi đó để chúng mình bắt taxi đi về thẳng khách sạn chẳng hạn. Thì cái phí để cho các bạn đi từ trong airport về tới Phaya Thai nó sẽ là 45 baht, rất là rẻ. Nó cũng là phương tiện mà nhanh nhất luôn á, mình nhớ không lầm là đi tầm khoảng 30-35 phút là tới rồi. Vậy thì khi đáp xuống Suvarnabhumi thì cái phương tiện nào mà mình recommend các bạn đi nhất đó chính là Airport Railway. Tại sao? Tại vì á, nó đi thẳng từ ở trong sân bay đi tới trong thành phố luôn. Nếu các bạn không có cần phải kéo lê lết cái vali của các bạn đi qua trạm này rồi tới trạm nọ kiểu như vậy, mà nó sẽ đi thẳng luôn, ngay từ trong sân bay đi thẳng tới thành phố luôn, mà cái giá nó rất là rẻ. Và cũng như á, là cái tốc độ di chuyển nó rất là nhanh, tại nó là cái tàu điện á, đâu có đụng tới ai đâu đúng không, nó là tàu điện trên không mà. Đó nên là mọi người có thể cân nhắc để đi Airport Link, làm theo hướng dẫn của mình thì mọi thứ nó sẽ rất là nhanh gọn lẹ. Những ai thì sẽ đáp xuống sân bay Suvarnabhumi. Sân bay Suvarnabhumi thì hầu hết là các hãng bay ví dụ như Vietjet nè, Thai Airlines nè, Thai Smile thì sẽ đáp ở sân bay Suvarnabhumi. Còn những cái hãng hàng không như là AirAsia thì nó sẽ đáp ở sân bay Don Mueang. Vậy thì tiếp theo mình sẽ nói về cái chuyện là di chuyển từ sân bay Don Mueang vào trung tâm thành phố thì sẽ đi như thế nào. Thì các bạn hãy tiếp tục xem hết video ngày hôm nay. Đầu tiên đó là taxi, cách hoạt động y chang luôn. Thì các bạn cũng tới booth và cũng đăng ký địa chỉ và tới thẳng cái khách sạn mà các bạn ở. Và từ Don Mueang vào trong trung tâm thì mình lại recommend các bạn đi taxi nha. Nhưng mà cái chi phí mà các bạn đi taxi vào trong trung tâm thì sẽ tầm khoảng 200-300 baht, cũng giống như là Suvarnabhumi thôi, nhưng nó sẽ nhanh gọn lẹ hơn. Cái option thứ hai cũng là xe bus, và hãy chờ mình làm một cái video riêng về cái cách di chuyển bằng xe bus nha. Rồi phương tiện thứ ba mà các bạn có thể tham khảo đó chính là cái tàu điện tuyến màu đỏ. Thì như các bạn thấy trên bản đồ thì cái tuyến tàu điện nó sẽ đi từ sân bay Don Mueang xuống tới một cái trạm trung tâm, nó gọi là Bang Sue. Sau khi mà các bạn tới cái trạm Bang Sue rồi á, thì chúng mình sẽ có thể đi tiếp với các line khác. Mình ví dụ như các bạn ở Asok đi. Asok là nằm trên BTS màu xanh lá cây, nên là khi các bạn đến Bang Sue thì các bạn sẽ phải bắt thêm một cái chuyến tàu để đi đến Mo Chit. Từ Mo Chit thì chúng mình sẽ phải đổi lai tàu đi qua màu xanh lá mới đi đến được Asok. Đó là lý do tại sao á, mà mình thấy rằng á, khi các bạn đáp xuống Don Mueang, mà nếu như các bạn là người mà mới đi du lịch không có nhiều á, không có kiểu quá là nhạy bén trong cái việc mà tìm đường á, thì các bạn nên cứ đi bằng taxi vào trong thành phố. Thì mình thấy nó sẽ nhẹ nhàng, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian hơn. Và nhất là trường hợp mà các bạn đi tầm khoảng 3-4 người thì cứ thẳng tiếng taxi mà đi giùm mình. Đừng có mà kiểu ham hố với mọi người đi bằng tàu điện rồi này nọ là chai, rồi nhảy qua nhảy lại các tuyến tàu thì nó mất thời gian rất là nhiều. Ngay cả bản thân mình, lần đầu tiên mình đi cái tàu điện màu đỏ đó đi vào trong trung tâm, mình cảm thấy trời ơi muốn khóc luôn ấy. Kiểu như là mình sẽ phải tìm đường nè, mình sẽ phải tìm hướng đi nè, rồi mình sẽ phải hơi bị mất công di chuyển từ cái lai tàu này qua lai tàu khác, mà trong cái giữa đường đó chúng ta sẽ phải đi bộ nữa. Nên là không recommend cho các bạn, nếu như mà có hành lý nhiều nè hoặc là đi nhóm đông thì chúng mình đừng có đi bằng cái line màu đỏ đó, thì nó sẽ rất là mất công nha. Ok, vậy thì mọi người có cảm thấy nó rõ ràng hơn chưa? Và nếu như còn thắc mắc gì nữa thì mọi người để lại bình luận ở bên dưới cho mình, để mà biết thêm chi tiết về cái việc mà các bạn sẽ phải đi những cái tuyến tàu, lai tàu nào rồi như thế nào đó để đến khách sạn của mình một cách cụ thể hơn á. Thì cách tốt nhất để các bạn biết được cái đường đi là chúng ta hãy sử dụng Google Maps. Tại trong Google Maps nó sẽ chỉ luôn cho các bạn là chúng mình sẽ đi đến cái lai tàu nào, sau đó thì chuyển qua cái lai tàu màu nào, nó sẽ ghi rõ luôn mọi người ha. Và nếu như mọi người cảm thấy cái video này hay và bổ ích đó thì đừng quên là để lại bình luận ở bên dưới cho mình nè, và chia sẻ cái video này ở trên mạng xã hội để cho những cái người khác người ta có thêm thông tin. Và đừng quên là đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo, bởi vì mình sẽ ra video vào mỗi chủ nhật hàng tuần nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video tuần sau.